Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thành Nhân Recreation. Và hôm nay chúng ta sẽ cài thử ứng dụng Zalo trên máy tính bảng để xem có được thành công hay không. Thì lần đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào menu này. Đấy xuống. Cửa hàng Play. Bấm vào Zalo. Rồi. Cái này có tính năng rồi. Bây giờ mình sẽ cài thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chờ một lát nha. Ok, chúng ta quay trở lại và cũng như thường lệ thôi. Thì chúng ta sẽ đăng nhập vào Zalo để tiếp tục để xem có được thành công hay không. Đây, người ta sẽ cho mình cái này, cho mình thông báo đây, mình chơi cho các bạn, cho bạn xem nhá. Ok, tiếp này, tiếp này, bắt đầu. Các bạn nào đã có tài khoản Zalo rồi thì vào đăng nhập, còn không có thì đăng ký nhá. Ở đây mình có một tài khoản rồi nên không cần đăng ký. Nên hôm nào có tài khoản mới thì cho phép đăng ký. Rồi, bây giờ bạn bấm vào, tôi sẽ bấm vào đăng nhập. Ok. Thì quý vị các bạn nào có số điện thoại hoặc username rồi thì thôi. Còn mật khẩu thì các bạn phải có đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ xem có được thành công hay không nhá. Thì ok, chúng ta quay trở lại. Thì máy của tôi đã vào được rồi. Bây giờ có thể dùng thoải mái. Đấy. Quý vị và các bạn dùng thoải mái. Bất kể lúc nào. Đấy. Đó. Đây, như các bạn dùng số điện thoại nào mình sẽ dùng cái tài khoản Zalo theo số điện thoại các bạn khác nhá. Đấy. Rồi mình sẽ lật lại cái mạng iPad xem. Thì đây là phiên bản cập nhật mới của Zalo nhá. Đây là bản cập nhật mới của Zalo trên thị trường rất nhiều trên thị trường. Đấy. Quý các bạn nhìn thấy chưa? Thì cái video này của chúng ta đến đây tạm dừng tại đây. Đến đây là thì video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình này.